Còn tại tỉnh Đồng Tháp, lực lượng chức năng tỉnh này vừa tổ chức tiêu hủy hơn 300 chiếc nón bảo hiểm giả mạo nhãn hiệu Nón Sơn với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng. Phương thức tiêu hủy được áp dụng là cho đập vỡ, hủy hình dạng ban đầu. Quá trình tiêu hủy hàng hóa có sự giám sát của lực lượng chức năng. Đây là số nón bảo hiểm được phát hiện ở một cơ sở kinh doanh tại ấp 3, xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh. Qua kiểm tra, những chiếc nón bảo hiểm giả này không đảm bảo chất lượng khi sử dụng tham gia giao thông.